Ngày công an đưa anh lên xe anh còn nhớ, là ngày hôm đó anh thật nhớ em. Chỉ cần lúc đó anh được nhìn thấy em thêm một lần, sao em yêu đành bỏ anh. Chiều xuân An Cô Nhi mưa rơi thật lạnh giá, lòng càng đau đớn khi lìa chốn xưa. Đất Cô Nhi nơi đây anh nhớ thương một người, vì cuộc chơi mà anh bất chấp. Ngày anh vô trường tư là ngày anh không gặp em, tại sao em nhẫn tâm ra đi không nói một lời. Dẫu thua trong trường tư anh đây quyết tâm trở về, tìm gặp em hỏi cho ra nhé. Rồi thời gian trôi dần trôi, chốn xuân An lẻ loi,